Mình là Yến Chi, rất vui được gặp lại mọi người. Những pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng nhất hành tinh. Bao Bóp Ba đã quá nổi tiếng với điệu nhảy đáp mỗi khi ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp không phải người sáng tạo ra màn vũ đạo này và cũng chẳng phải vận động viên sử dụng nó để ăn mừng trên sân đấu. Ở MU, tiền vệ trẻ Jesse Lingard cũng thường xuyên thể hiện điệu nhảy đáp để ăn mừng bàn thắng và nhanh chóng trở thành bạn diễn ăn ý của Bao Bóp Ba cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cùng nếm lại những pha ăn mừng bàn thắng ấn tượng nhất hành tinh. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị nhất. Trong thế giới bóng đá, điều tuyệt vời nhất không gì hơn là được chứng kiến những bàn thắng sau mỗi pha ghi bàn ấy. Các cầu thủ thường sẽ có một khoảng thời gian ngắn để ăn mừng. Đây cũng chính là khoảng thời gian để các cầu thủ thể hiện cá tính, niềm vui và cả sự hài hước của mình sau những giây phút căng thẳng. Cũng từ đó mà xuất hiện vô số màn ăn mừng độc đáo gây ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ. Sau đây là những màn ăn mừng thuộc dạng kinh điển đã từng gây sốt trong bóng đá hiện đại. Mời các bạn cùng xem lại. Sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận Deportivo Cacha gặp Deportivo Zocotan ở giải hạng nhì Guatemala hồi tháng 3 năm 2019, cầu thủ Luis Acuna của Deportivo đã có pha ăn mừng được đánh giá là có 1-0-2. Anh chạy thẳng ra sân, leo lên thang và chính tay anh sửa lại bản tỷ số sau khi thực hiện thành công quả phạt 11m. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu mang về chiến thắng cho Deportivo Cacha. Do đó, không quá khó hiểu vì sao Acuna lại ăn mừng một cách ngộ nghĩnh như vậy. Tuy nhiên, chờ đợi anh bên dưới là một chiếc thẻ màu vàng rực rỡ do tội tự ý sửa bản tỷ số. Tháng 9 năm 2017, trong trận đấu ở giải hạng tư của Anh, cầu thủ Matuto có kiểu ăn mừng độc dị khi ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Lincoln. Anh cuộn tròn thành hình con sen và bắt đầu trượt trên sân. Tuto cho hay, lúc đó anh không hề có ý tưởng, chỉ nhớ đã thấy ai đó đã làm trò con sen này trên Instagram, vì vậy bắt chước theo thôi. Trong một trận đấu giải vô địch quốc gia Chile, cầu thủ Eduard Belo của câu lạc bộ Antofagasta đã có màn ăn mừng vào lưới Everton bằng cách cầu hôn bạn gái ngay giữa sân vận động. Anh chạy thẳng một mạch lên khán đài, tìm đúng số ghế mà cô người yêu mình đang ngồi, rồi lấy chiếc nhẫn cưới ra ngỏ lời cầu hôn trước sự chứng kiến và cổ vũ nhiệt tình của nhiều cổ động viên tại đó. Tiền vệ James Milner ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Cardiff City. Anh này sau đó đã thể hiện một màn ăn mừng cực kỳ hài hước theo phong cách ông già chống gậy. Lý giải về màn ăn mừng này, Milner cho biết đó là để troll Van Dijk, người hay chê mình già. Trước Milner, tiền đạo người Cameroon Samuel Eto'o đã từng ăn mừng bàn thắng theo cách này như một hành động trả đũa những người nói anh đã khai mang tuổi khi chơi bóng, trong đó có cả huấn luyện viên Jose Mourinho. Trong trận bán kết cúp FA giữa Wolverhampton và Watford, tiền đạo Raúl Jiménez sau khi nâng tỷ số lên 2-0 cho Wolves đã có màn ăn mừng theo kiểu đeo mặt nạ gây chú ý. Tưởng như cầm chắc chiến thắng trong tay, Jiménez cùng đồng đội lại bị Watford lội ngược dòng. Jiménez sau đó đã trở thành đối tượng cho đội bạn châm chọc bởi pha ăn mừng quá sớm. Ăn mừng với những chiếc giày từng được thể hiện theo nhiều kiểu khác nhau bởi các ngôi sao như Neymar, Messi, Joao Mata, Griezmann và Beckham.
Và đây cũng là một kiểu ăn mừng như thế. Cầu thủ Alan Chut của câu lạc bộ Ipswich Town đã tháo và ném chiếc giày đỏ của mình sau khi ghi bàn giúp đội nhà gỡ hòa trước câu lạc bộ Burton Albion. Niềm vui từ việc ghi bàn của tiền vệ Benjamin Cololi suýt chút nữa đã trở thành tai họa vì màn ăn mừng có phần hơi quá đà. Benjamin Cololi chính là người ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền mang về thắng lợi cho FC Zurich ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League năm 2018. Quá phấn khích và có phần chủ quan, cầu thủ này đã nhảy thẳng xuống đường hầm một cách đầy bất ngờ. Rất may là cú ngã này không đủ để khiến Cololi phải dính chấn thương. Anh vẫn có thể trèo trở lại sân và thi đấu tiếp. Tuy vậy, đây chắc chắn sẽ là bài học nhớ đời cho cầu thủ này. Cầu thủ này đã chia sẻ niềm vui sau bàn thắng của đội nhà bằng một kiểu ăn mừng hết sức hài hước. Họ xếp hàng nối đuôi nhau rồi bò dọc đường biên, sau mấy bước lại một chân lên theo kiểu chú cún đi tè. Một trong những kiểu ăn mừng nguy hiểm nhất là kiểu nhào lộn 360 độ. Người nổi bật với những pha nhào lộn như thế này là Klose. Anh có một loạt những cú santo mạnh mẽ mỗi khi ghi được bàn thắng. Thế nhưng độ nguy hiểm của nó cũng cực kỳ cao. Từng có một cầu thủ Ấn Độ bị gãy cổ khi cố gắng ăn mừng bàn thắng theo kiểu này và do chấn thương nặng mà ra đi 5 ngày sau đó. Không chỉ các chàng trai mới có những pha ăn mừng ấn tượng, các cầu thủ nữ cũng sáng tạo không kém với những màn biểu diễn sau khi ghi bàn. Như kiểu xếp hình đẹp mắt thế này hay những cú lắc hông khoe vòng eo quyến rũ trên sân bóng. Vừa rồi là những kiểu ăn mừng bàn thắng ấn tượng trong các trận bóng đá. Bên cạnh sự hài hước đó, những pha ăn mừng còn có thể trở thành dấu ấn riêng của các cầu thủ. Lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều cầu thủ có phong cách ăn mừng đã trở thành đặc hữu như thế. Hãy thử kể với chúng tôi những pha ăn mừng mà bạn cảm thấy ấn tượng nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. I see it now, I see it now.
break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out.